nhạc này. Đây là lan nhạc này mọi người. Đó là lan nhạc, Minh Dương lan nhạc nha. Đứng xích vô giùm con đi coi. Không gian này mọi người ơi. Lắp đi sau luôn hết rồi. Có vẻ ơi, Linh phải đi thẳng vô đó tại ông phụ sự cho chú tài là ổng còn chấp tiếp.
đợi Linh nó chữa trị mà, nó phải vô chồng nó coi sắp xếp chứ, nó phải thẳng vô chồng. Còn mấy người này là khách mời, em khách đi thôi. Vợ chồng Trấn Thành chưa vô. Linh thấy đông ở ngoài, Linh mới lên. Linh đi vừa, Linh lên kia.